5 lý do để bé sơ sinh không cần gối. Thứ nhất đó là ngạt thở. Thực tế, bé sơ sinh không cần một chiếc gối mềm để ngủ ngon. Thậm chí, việc dùng gối còn khiến bé bị ngạt thở và khó ngủ hơn. Bởi đầu của bé sơ sinh rất nhạy cảm, nó có thể chìm vào gối mềm và có thể làm tăng nguy cơ ngạt thở. Hơn nữa, mũi của bé rất nhỏ và ngắn, một phần nào đó sẽ bị đè ép bởi chiếc gối và làm hạn chế luồng không khí khi bé di chuyển đầu. Thứ hai đó là tăng nguy cơ đột tử ở bé sơ sinh. Các chuyên gia cho biết rằng việc dùng gối sẽ làm tăng nguy cơ đột tử ở bé sơ sinh. Nếu gối được nhồi bằng miếng bọt biển, hạt xốp hay các loại bông kém chất lượng sẽ rất nhanh bị xẹp, lỏng lẻo và dễ khiến bé bị ngạt thở khi cử động, say hoặc lật người. Thứ ba đó là quá nóng. Khả năng điều tiết nhiệt độ của bé nhỏ không tốt như người lớn. Khi dùng gối, nhiệt độ ở phần dưới đầu bé có thể tăng lên, dẫn đến biến động nhiệt trong cơ thể. Điều này sẽ khiến bé bị đổ mồ hôi và ốm do cảm lạnh hoặc tăng thân nhiệt bất thường. Thứ tư đó là bông găng cổ. Hầu hết gối dành cho bé sơ sinh mềm mịn và không bằng phẳng, trong khi đó đầu và phần cổ của bé sơ sinh còn rất yếu. Do đó, việc dùng gối liên tục trong thời gian dài sẽ dẫn đến những chấn thương ở cổ như bông găng. Thứ năm, hội chứng đầu phẳng. Ngủ trên một chiếc gối mềm quá lâu có thể làm phát sinh hội chứng đầu phẳng ở bé. Do khi dùng gối áp lực lên phần đầu bé không đổi, trong khi hộp sọ của bé sơ sinh chưa phát triển hết, dễ bị biến dạng cấu trúc dẫn đến đầu phẳng.